Vâng, cơ sở đỗ Tùng Tám kính chào bác nhé. Hiện tại đang là buổi chiều của ngày mùng 7 tháng 10 năm 2021. Hiện tại bên cơ sở đỗ Tùng Tám đang có mặt tại xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê. Và hôm nay chúng tôi có đến và bàn giao cũng như là lắp đặt một số món đồ nội thất cho gia đình nhà anh chị Quý Dung. Đây là trước mặt quý khách hàng là tổng thể cái ngôi nhà của khách hàng đây. Tôi có lắp đặt một số sản phẩm đồ gỗ nội thất thì tôi có quay lại cái video clip làm kỷ niệm với gia đình. Tôi quay luôn tổng thể ngôi nhà, tổng thể ngôi nhà cũng như là những cái sản phẩm chúng tôi đã bàn giao. Thì mời các bác cùng tôi chiêm ngưỡng tham khảo nhé. Đây là cái không gian phòng khách, không gian phòng khách của gia đình đây. Không gian phòng khách thì chúng tôi có bàn giao gia đình là một bộ ghế sofa, ghế sofa bằng chất liệu gỗ gõ đỏ. Đây vị này, một ghế sofa nhá, chị chủ nhà đây vị này. Đấy. Bộ ghế sofa bên này là chiếc kệ tivi sofa và đồng hồ cây. Tổng thể cái phòng khách đây quý vị này. Quay tổng thể phòng khách cho mọi người tham khảo nha. Không gian nhà rất là đẹp. Chính giữa, chính giữa có bộ đồ thờ. Chiếc sập ngồi trơn tam diện. Bộ đồ thờ bằng chất liệu gỗ gõ đỏ. Đấy, có đầy đủ lư hương rồi ngai hạc, đài nến, hoành phi câu đối, rất là đẹp, mọi người tham khảo nhá. Tranh tường. Đó, đây là không gian phòng khách, còn không gian phòng khách đây, còn phía bên trong phòng ngủ này thì lối vào phòng ngủ có một bức tranh này quý vị này, bức tranh đồng quê. Đấy thì hai bên này là hai bên phòng ngủ đây, thì chúng tôi cũng có lắp đặt một số sản phẩm nội thất phòng ngủ. Đấy thì bao gồm một chiếc giường. Chiếc giường này có chiếc giường vòm hoàng đế này. Chiếc giường vòm hoàng đế này. Đấy, một bàn phấn. Đấy, bàn phấn trang điểm đây quý vị này. Bàn phấn trang điểm. Chất liệu gỗ re gừng. Đấy, làm theo mẫu tân cổ điển nhá, vị nhá. Đấy, giường hoàng đế, bàn phấn trang điểm, làm theo mẫu tân cổ điển. Đấy, và bên này là một chiếc tủ áo. Tủ áo 3 buồng 4 cánh và chúng tôi làm kín cái không gian này luôn. Đấy, đây là không gian phòng ngủ đây, cũng làm anh chị trang trí nhá. Trang trí theo sở thích ấy, rất là đẹp vị nhá. Anh chị trang trí sở thích thì gia đình có 3 phòng ngủ, chúng tôi cũng sắm đầy đủ nội thất phòng khách rồi phòng ngủ đây. Bên này thì cũng có một phòng ngủ nha. Hiện tại là gia đình cũng chưa sử dụng đến. Đấy, cũng có một chiếc tủ áo 4 buồng. Đấy, tiếp theo thì mời mọi người xuống cái không gian phòng bếp dưới này nhá. Vị nhá. Đây. Không gian phòng bếp này thì chúng tôi đã bàn giao một bộ bàn ghế ăn, bàn tròn bộ bàn ghế ăn. Đấy, và một chiếc tủ bếp. Chiếc tủ bếp hôm trước chúng tôi đã thi công và có video giới thiệu cho mọi người về cái chiếc tủ bếp này. Đấy, toàn bộ chiếc tủ bếp này chúng tôi hôm trước là giới thiệu là sử dụng là cái bản lề hơi cũng như là piston thủy lực. Đấy, mở lên nó rất là nhẹ nhàng. Mở lên đây, đóng vào rất là nhẹ nhàng. Đấy quý vị này. Hôm trước tôi đã giới thiệu rồi. Tủ bếp bản lề hơi. Đây. Đóng mở rất dễ dàng quý vị này. Chất liệu gỗ re gừng. Đấy thì mọi người tham khảo nội thất của gia đình anh chị Quý Dung nhá. Đây. Đây là chị chủ nhà đây. Đây. Cu này. Đây là vị nhà. Rồi xin chào mọi người nhá, tôi đi.
đi ra phía bên ngoài ban công và quay lại một lần nữa tổng thể cái ngôi nhà mới xây của anh chị ấy cũng vừa mới xây xong, và chúng tôi cũng vừa lắp đặt xong toàn bộ cái đồ nội thất cho gia đình. Đấy thì cho mọi người tham khảo nhá quý vị nhá. Rồi toàn bộ không gian nhà đây, đó, những cây cảnh này anh mới trồng ở đây, mới trồng ở đây thôi. Rồi xin chào mọi người nhá. Quý vị khách hàng nào có nhu cầu mua sắm những sản phẩm đồ gỗ nội thất thì hãy liên hệ với xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Xưởng tôi có địa chỉ tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Có số điện thoại là 0987 510806 và website đồgỗtùng8.com. Rất cảm ơn anh chị Quý Dung đã tin tưởng và ủng hộ những cái sản phẩm bên xưởng. Xin chào mọi người.